Bà con nông dân và các bạn thân mến, đảm bảo thủy lợi phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân là một trong 19 tiêu chí quan trọng mà các xã nông thôn mới cần phải đạt được. Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương đã có những giải pháp gì để quản lý, vận hành các công trình thủy lợi, giúp bà con nông dân có nguồn nước sản xuất và sinh hoạt, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay? Phóng sự sau đây sẽ phản ánh nội dung này. Xong rồi mình làm ở đây, xong rồi đồng người làm cơm, xong rồi chiều. Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương hiện có trên 4.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, cà phê, màu và lúa là những loại nông sản chủ lực, được nhiều bà con nông dân địa phương đầu tư phát triển. Để bà con nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, công tác quản lý vận hành các công trình thủy lợi đã được ngành chức năng và chính quyền địa phương quan tâm. Trên địa bàn xã Tu Tra hiện có 3 công trình thủy lợi lớn, đó là Rờ Lơm, Ma Đanh và Bốc Ca Băng, với tổng diện tích cây trồng các loại phục vụ tưới theo thiết kế là trên 310 hectare. Tuy nhiên, do nhu cầu dùng nước của bà con nông dân địa phương tăng cao, nhất là trong những tháng mùa khô, nên diện tích cây trồng được phục vụ tưới của 3 công trình nói trên thường tăng hơn 10% so với thiết kế. Để đảm bảo nguồn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhất là trong những tháng mùa khô, vấn đề quản lý, vận hành và khai thác các công trình thủy lợi đã được đơn vị chức năng đẩy mạnh. Theo đó, ngoài kế hoạch phân bổ nguồn nước khoa học và hiệu quả, các thủy nông còn thường xuyên kiểm tra thực tế, nắm bắt nguyện vọng của bà con nông dân để có sự điều chỉnh kế hoạch cung cấp nước hợp lý. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhiều nơi đã có mưa, tuy nhiên, diện và lượng vẫn chưa đều, nên quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn nước hiện có vẫn là vấn đề được xã Tu Tra quan tâm trong thời điểm hiện nay. Mùa khô thì anh em thường xuyên là kiểm soát mức nước và điều chỉnh cống hợp lý với khu tưới và báo mực nước kịp thời với bên cơ quan trạm để có trường hợp xử lý với những cái trường hợp là bị thất thoát nước ngoài sự kiểm soát của mình. Thường thường vào những đầu vụ sản xuất là cũng kết hợp với bên thôn thì cũng có họp dân là khoanh vùng khu tưới, trong khu tưới khu nào và tưới làm sao thì cũng mình theo lịch, mình nắm từng khu tưới để mình phân lịch cho bà con. Cùng với những nỗ lực của cơ quan quản lý công trình, chính quyền địa phương cũng đã tăng cường công tác phối hợp nhằm quản lý và khai thác nguồn nước hiện có đạt kết quả cao nhất. Ngoài ra, ngay từ đầu năm, địa phương này đã lên kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước sản xuất thực tế, nhằm tránh tình trạng cây trồng bị khô hạn do thiếu nước. Trước khi mà tiến hành gieo xạ thì Ủy ban dân xã Tu Tra phối hợp với trạm quản lý khai thác công trình công cộng huyện Đơn Dương tiến hành họp cũng như là phân lịch để điều tiết nước cho những hộ sản xuất lúa cũng như là sản xuất rau màu trên diện tích lúa ngoài khu vực tưới. Ngoài cái lịch điều tiết nước để phục vụ cho vùng tưới thì cũng có những ngày khác để mở để điều tiết nước cho những cái khu vực mà sản xuất rau màu. Năm nay thì do thời tiết nắng hạn thì nên nó lượng nước trong hồ thì nó hơi xuống thấp so với năm ngoái. Đảm bảo nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của người dân là một trong 19 tiêu chí quan trọng mà các xã nông thôn mới phải đạt được. Chính bởi tầm quan trọng đó mà những giải pháp, nỗ lực nói trên của xã Tu Tra, huyện Đơn Dương thời gian qua là hết sức cần thiết nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước hiện có, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho bà con nông dân, nhất là trong những thời điểm khô hanh.